Bài 9. Vẽ phương trình đường thẳng y bằng 3 phần 5 x trừ 1. Ở đây ta thấy phương trình đường thẳng có dạng y bằng ax cộng b, a bằng 3 phần 5, b bằng trừ 1. Trước khi vẽ đường thẳng, ta ôn lại phần lý thuyết một tí xíu. Đường thẳng y bằng ax cộng b, cắt trục tung tức là trục y tại tung độ là b tức là tí nữa nó cắt tại trừ 1 và cắt trục hoành là trục x tại x bằng trừ b trên a nếu a lớn hơn 0 đường thẳng đi lên tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một cao dần hay còn gọi là phương trình đồng biến có a lớn hơn 0 ở đây ta thấy a của mình là 3 phần 5 nha ghi ra cho các bạn dễ thấy vậy là tí nữa mình vẽ mình sẽ thấy đường thẳng đi lên còn nếu a nhỏ hơn không đường thẳng đi xuống tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một thấp dần hay còn gọi là phương trình nghịch biến a nhỏ hơn không để vẽ đường thẳng ta cần tìm hai điểm và để dễ dàng vẽ ta nên cho x bằng 0 tại sao vậy tại vì những số nào mà nhân với 0 đều bằng 0 và ta thấy x bằng 0 vào phương trình y bằng 3 phần 5 x trừ 1. Suy ra ta được y bằng 3 phần 5 nhân 0 trừ cho 1. 3 phần 5 nhân 0 là 0 trừ cho 1. Ta được là trừ 1. Vậy điểm thứ nhất ta đặt là điểm A. Có x bằng 0, y bằng trừ 1. Và điểm thứ hai ta cho y bằng 0. Tại sao ta phải cho y bằng 0? không bắt buộc phải cho y bằng 0. Các bạn có thể cho y bằng bất cứ số nào cũng được, hoặc là thay thế y bằng x và với một số khác ngoài 0. Nếu mà để ý một tí xíu thì ta nên cho x bằng 5, tại vì 5 chia cho 5 được 1. Nha. Vậy ta còn 3 trừ cho 1 còn 2. Nhưng ở đây ta chọn y bằng 0 để cho các bạn thấy tí nữa nó sẽ cắt trục hoàn tại hoàn độ x bằng trừ b trên a để xem coi nó có thỏa mãn với cái phần lý thuyết hay không. Vậy ta chọn y bằng 0, thế y bằng 0 vào phương trình. Suy ra ta được 0 bằng 3 phần 5 x 1. Để giải phương trình này ta chuyển 1 sang phía bên tay trái là cộng 1 như vậy. Ta được 3 phần 5 x bằng 1 và nhân hai vế của phương trình cho 5 để khử 5. Và kết quả chia hai vế cho 3 ta được x bằng 5 phần 3. Vậy điểm thứ hai là điểm B. Có x bằng 5 phần 3 và y bằng 0. Ta có hai điểm A và B. Ta dễ dàng vẽ được đường thẳng y bằng 3 phần 5 x 1. Và ta vẽ trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ. Đường nằm ngang là từ trừ x cho đến x được gọi là trục hoành. Và đường thẳng đứng từ trừ y cho đến y được gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau và cách nhau tại zero của mỗi trục được gọi là gốc tọa độ. Vậy điểm thứ A, xin lỗi, vậy điểm A có tọa độ như sau x bằng 0, y bằng trừ 1, tức là nó nằm ở phần âm của trục tung một đơn vị nha. Đây, nó nằm ở đâu đây một đơn vị. Và điểm B, có x bằng 5 phần 3, y bằng 0, như vậy nó nằm ở phần dương của trục hoành tại vì x là hoành đúng không? Nằm ở phần dương của trục hoành là 5 phần 3 đơn vị. Vậy nó nằm ở phần dương. Đâu đây là 5 phần 3 đơn vị. Ta có hai điểm A và B trên trục tọa độ. Nối lại ta có đường thẳng Y bằng 3 phần 5 X trừ 1. Và hệ số góc của nó là 3 phần 5 là dương. Tôi cố ý ghi dấu cộng ngay đây cho các bạn thấy đúng ra không cần phải ghi để cho ta thấy đây là đường thẳng đi lên tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một cao dần và hệ số góc của nó được xác định từ trục nằm ngang hay là trục hoành cho đến đường thẳng đây là hệ số góc của nó là 3 phần 5 xem lại phần lý thuyết ta thấy đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung tại tung độ là b là b là trừ 1 đây nó cắt tại trừ 1 nha và cắt trục hoàn tại hoàn độ x bằng trừ b trên a trừ b tức là trừ của trừ 1 là 1 trên a là 3 phần 5 tức là 5 phần 3 vậy đúng với cái phần lý thuyết như vậy đến đây ta đã giải xong bài số 9 hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp